Trong phần trước, Như Lai đã mang theo con trai của La Hầu đến thiên cung. Điều này đã dẫn động ra một trận đại chiến. La Hầu cho triệu tập tất cả đấu sĩ tại Phế Đô để tổng tấn công lên thiên cung. Ngoài ra, hắn cũng đã liên lạc với ba vị vương còn lại. Đại quân Atula nhanh chóng nhảy lên thú cưỡi phi hành. Trong lúc này, đại quân của ba vị vương khác cũng đang hành quân khởi nghĩa. Bốn vị vương bay đến hội họp để thảo luận. Bọn họ cũng đang nghe đến chuyện thiên thần bị chia rẽ làm hai thế lực là Quang Minh và Ám Ảnh. Bọn họ không thích ám hồn, càng không đề cao bọn chúng và không hứng thú thảo phạt những kẻ sa đọa, cho nên đã lựa chọn phía quang hồn để tấn công. Trận hành quân của Atula quá khổng lồ và hùng hậu. Mỗi lần bay qua một lãnh địa tự trị nào đó đều khiến cho tất cả yêu quái phải bất ngờ. Tất cả Atula đều xuất động, xem ra thiên hạ lại sắp xảy ra một kiếp nạn lớn rồi. Phía thiên thần sớm đã nhận được tin tức nên đế Thích Thiền cũng đã cho triệu tập tất cả chúng thần đến trước cung điện để phân phó. Việc nghênh chiến Atula là nhiệm vụ hàng đầu, tuyệt đối không thể để bọn chúng bước vào thiên cung một bước. Ông giao quyền chỉ huy trận chiến cho Sát Tâm Quan Âm. Sát Tâm bắt đầu phân phó chiến thuật, bốn vị vương chia làm bốn đường tấn công. Bọn họ phải mượn khí lưu thuận gió của dãy núi cao ở nhân gian thì mới có thể lên thiên cung được, cho nên hắn muốn bố trí quân đội đánh chặn ở biên giới. Tam Nhãn Thần Tướng chủ động nghênh chiến đại quân của Uyên Vương. Chi Quốc Thiên chặn đánh đại quân Khổ Vương Bà Trĩ, Quảng Mục Thiên Vương chặn đánh đại quân Trảm Vương. Còn Như Lai và Sát Tâm sẽ cùng nhau nghênh kích đại quân của Cuồng Vương. Cứ theo phân phó mà làm. Đại quân thiên thần ồ ạt xuất động tiến ra ngoài. Điều không ngờ đến là kẻ địch lại tới nhanh hơn tưởng tượng. Nhìn thấy thiên cung đang gặp nguy hiểm, Đạo Đức Thái Tôn đã không còn đứng phía trung lập nữa. Lão ta tạo ra nhiều bức tường thành kiên cố ngăn cản thế công. Các thiên binh nhảy xuống bức tường để sàn đội hình. Tam Nhãn Thần Tướng cầm thương bước lên phía trước Khô Hào tướng sĩ nghênh chiến. Đại quân của Uyên Vương ồ ạt lao về phía tường thành, đám thiên binh cũng lao ra ngoài chém địch. Hai bên giằng co kịch liệt, Tam Nhãn Thần Tướng dùng sức mạnh một mình cọ sát với mấy chục người phe địch. Hắn bỏ phát thần kỹ để lùi tất cả những kẻ đang tiến lại gần. Nhất đẳng đấu sĩ của Atula cũng không đỡ nổi một kích. Điều này làm cho đại quân của Uyên Vương cũng cảm thấy nản chí. Có hắn ở đây chặn đường, bọn họ căn bản không thể tấn công. Thế là bọn chúng phải chuyển sang kế hoạch tấn công tầm xa bằng cung tên. Một màn mưa tên xả về phía thiên binh khiến rất nhiều binh lính ngã xuống. Với kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm, Tam Nhãn nhanh trí hô hào tướng sĩ lập đội hình đứng chụm lại với nhau, ngăn cản tất cả cung tên. Ở chiến tuyến khác, Chi Quốc Thiên cũng đã dẫn quân dàn đội hình trên tường thành để kháng địch. Đại quân của Bà Trĩ chơi bài xả ra một lượng lớn chất độc. Thiên binh bị trúng độc lập tức mất đi khống chế, đầu óc điên loạn, không còn khả năng chiến đấu nữa, thậm chí còn nảy sinh ảo giác và tự chém giết lẫn nhau. Rất may là bốn vị kim cao nhanh chóng có mặt, xua tan khí độc và lấy lại thế trận. Phía Tăng Trường Thiên Vương thì đang đối đầu cùng đại quân của Trạm Vương, bởi chúng cũng có vài tên khá ghê gớm. Thiên thần bị giết như gà, Tăng Trường Thiên Vương đành phải sử dụng ra thần kỹ. Ông triệu hồi ra 32 cái trống, rồi dùng sức đập mạnh vào từng cái. Tất cả chống cùng nhau bạo phát sóng âm, sấm sét ngăn cản thế tấn công của Atula. Trong thời gian bao hướng đang phải kháng địch, thì phía Như Lai và Sát Tâm lại nhàn nhã. Nguyên nhân là đại quân của Cuồng Vương đến muộn một chút, đổi lại thì bọn chúng đều là tinh nhuệ của Atula. Chắc chắn sẽ xảy ra một trận khổ chiến. Sau nhiều thời gian chờ đợi thì đại quân Phế Đô cũng đã tới. Đối mặt với thế công hùng hậu, các thiên binh lập tức dương cung bắn ra một trận mưa tên. Nhưng trận mưa tên này cũng chỉ làm chậm được quân địch một chút. Bọn chúng ồ ạt nhảy lên tường thành rồi bắt đầu tàn sát. Vì phe địch có chiến lực mạnh mẽ nên Sát Tâm đã bổ sung thêm lực lượng bằng cách điều các tướng sĩ mặc chiến giáp ra ngăn cản. Kim Giáp Thần Bình vừa phòng thủ mạnh mẽ vừa có sức chiến đấu rất cao. Đấu sĩ Atula đối đầu với nó vô cùng chật vật. Sát Tâm cũng không đứng yên quan sát, hắn đi xuống chiến trường để tham chiến, dùng sức mạnh của mình đánh bại vô số đấu sĩ. Tuy nhiên, đây mới chỉ là quân tiên phong của Atula mà thôi. Phía đằng sau còn rất nhiều tiếp viện, phe địch chia làm nhiều hướng tấn công. Hôm nay tinh nhuệ thiên cung đều dùng hết, không còn khả năng phòng thủ nữa. Như Lai được yêu cầu đi qua các chiến tuyến khác kiểm tra, nếu như có gì không ổn thì có thể hỗ trợ. Còn Sát Tâm thì sẽ ở lại để ngăn cản La Hầu. Vài chục tên đấu sĩ cùng nhau lao ra về phía Sát Tâm, đình hái xuống cái đầu của hắn. Hắn ta bạo phát thần kỹ đánh ra vài trăm bàn tay đẩy lùi toàn bộ đấu sĩ Atula, khiến cả đám rơi xuống tường thành. Nhưng vừa mới đẩy lùi được màn tấn công đầu tiên thì màn tấn công tiếp theo đã nổ ra.
Lần này La Hầu đã đến. La Hầu chào hỏi bằng một luồng kinh lực chém về phía bức tường, khiến tường thành bị phá hủy một mảng lớn. La Hầu nhảy lên tường thành. Sau một lời chào hỏi ngắn gọn thì La Hầu cũng xách đao xông lên tấn công. Chuyển cảnh về phía Tàn Nhãn. Tàn Nhãn không hổ là thần tướng bất bại. Hắn một mình lao ra ngoài ngăn cản toàn bộ những kẻ đang bén mảng lại gần. Vừa có thể tấn công cận chiến, vừa có thể tấn công tầm xa bằng cách phóng ra nhiều luồng kinh lực. Có hắn tỏa chấn, đại quân của Uyên Vương bị ngăn cản hoàn toàn. Cuối cùng thì Uyên Vương cũng đã đến, giữa hai người từng có nhiều trận giao thủ và được coi là kẻ thù chuyển kiếp của nhau. Uyên Vương cũng từng ăn thịt nhiều vị thần tướng, chỉ duy nhất Tam Nhãn là chưa biết mùi vị như thế nào vì cô chưa thể đánh bại được Tam Nhãn. Cũng vào thời điểm này, Khổ Vương Bài Trĩ và Tràm Vương cũng đã đi tới Trường Thành. Sự có mặt của bọn họ khiến hàng phòng thủ của Thiên Cung bị đánh tan. Sức mạnh của Vương vô cùng đáng gờm. Quảng Mục Thiên Vương bị Tràm Vương bón hành vào mồm. Sát Tâm chỉ một mực tránh né. Cuồng Vương thì điên cuồng tấn công, lấy sức lực đè ép thần lực. Sát Tâm Quan Âm phải triệu hồi ra vài chục cánh tay ngăn cản thanh đao. Nhưng dưới sức mạnh quá khủng khiếp của La Hầu, cánh tay đã bị phá hủy. Sát Tâm nhanh trí biến thành nhiều cánh hoa tránh thoát khỏi công kích. La Hầu lại chém ra nhiều luồng kinh lực, khiến cho Sát Tâm bị ba vết thương. Sau đó La Hầu lại dùng tốc độ sấm sét vòng qua phía sau bổ số một kích. Sát Tâm cũng phản ứng rất nhanh. Hắn ngưng tụ thần lực thành một kết giới ngăn cản. Tiếc rằng kết giới lại không thể đỡ nổi một cú bổ đầy uy lực của Cuồng Vương. Nếu vị đại thần này trọng thương, Thiên Cung sẽ mất đi sức mạnh rất lớn, mà hàng phòng thủ cũng sẽ bị công phá. Không thể để cho điều đó xảy ra được, Bảo Linh Thượng Tôn phải ra mặt ngăn cản La Hầu. Cô yêu cầu La Hầu đưa quân đội của mình quay về, nếu không cô sẽ tự tay tiêu diệt hắn. Dùng bằng lời để thuyết phục rất khó để đạt được hiệu quả. La Hầu không những không nghe mà còn tấn công ngược lại vị tôn giả này. Nhưng lần này, hắn đã gặp phải tảng đá cứng rồi. Linh Bảo Thượng Tôn chỉ dùng một thanh kiếm đã nhẹ nhõm ngăn cản được tất cả đòn tấn công. Nhưng mà sức mạnh của hắn ta không chỉ có vậy, mục đích của hắn tới nơi này chính là tàn sát thiên thần, ai ngăn cản đều sẽ bị chém. Hắn vùng đao chém ra vô số luồng kinh lực, Linh Bảo Thượng Tôn sử dụng ra tấm khiên ngăn cản, nhưng mà kinh lực của hắn lại quá mạnh, chèn ép cho cô liên tục phải lùi lại. Nhận thấy cơ hội, hắn lao đến chém một kích khủng khiếp, tiếc rằng Linh Bảo Thượng Tôn vẫn ngăn cản được. Cô lên tiếng khuyên ngăn, nếu như hắn còn chấp mê bất ngộ thì kết cục chắc chắn sẽ giống như những người đi trước. La Hầu lại tự tin cho rằng trận chiến ngày xưa thất bại là bởi vì không có hắn mà thôi. Hắn vẫy tay hô hào tất cả đấu sĩ xông lên, số lượng quân địch vô cùng hùng hậu, Linh Bảo Thượng Tôn bạo phát sức mạnh ngăn cản. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn không thể ngăn cản được ý chí quyết chiến của Atula. Dưới sự dẫn đầu của La Hầu, bọn chúng lại ồ ạt xông lên. Các thiên binh chống trả bằng cách bắn ra vô số mũi tên, tiếc rằng sự phản kháng này lại quá yếu ớt trước đấu sĩ Atula. Sát Tâm Quan Âm cũng lao ra ngoài chiến đấu, một tên đấu sĩ nhất đẳng của Atula bạo phát đấu hồn, sức mạnh gia tăng gấp bội, gã sử dụng ra tuyệt kỹ, triệu hoán rất nhiều cây rìu khổng lồ bổ về phía Sát Tâm, trên miệng cũng không quên tuyên bố hôm nay sẽ là ngày chết của hắn. Sát Tâm dễ dàng ngăn cản rồi cho biết gã không có thực lực để làm chuyện đó, chỉ với một chiêu thần kỹ, đấu sĩ nhất đẳng Atula đã bị đánh nằm ngã ngửa. Về phía La Hầu, sau một trận công kích như vũ bão thì hắn cũng nhận ra điểm bất thường là Linh Bảo Thượng Tôn chỉ một mực phòng thủ chứ không tấn công. Sức chiến đấu của La Hầu quá mạnh, dù bị trúng một vụ nổ thần lực khủng khiếp thì cơ thể vẫn không hề hấn gì, ngay sau đó còn phản công đánh cho Linh Bảo Thượng Tôn bay ra xa. Hành động này làm cho sĩ khí đại quân Atula tăng cao. Đến nước này rồi, Linh Bảo Thượng Tôn cũng phản công, cô triệu hoán các Chấn Thiên Đồng Nhân xuất hiện. Chấn Thiên Đồng Nhân là người khổng lồ, cơ thể mình đồng da sắt, rất khó để đánh bại. Không chỉ có mặt trận của phía Sát Tâm Quan Âm, mà những mặt trận khác cũng được người khổng lồ hỗ trợ. Bọn họ vừa có sức chiến đấu mạnh mẽ, cơ thể lại cứng rắn, trên tay cầm cây cột vung xuống đất càn quét. Sức mạnh của Chấn Thiên Đồng Nhân có thể địch lại được Trảm Vương, miễn dịch với độc của Bà Trĩ. Có bọn họ hỗ trợ, phía Atula e rằng sẽ phải tốn công sức nhiều hơn nữa rồi. Đánh lẻ không làm gì được, La Hầu ra lệnh thay đổi chiến thuật là hợp sức vây công từng người, đánh bại lần lượt từng tên. Lúc này con trai La Hầu cũng đã lẻn ra ngoài, nhìn thấy tộc của mình đang giao chiến với thiên thần, trong lòng cậu ta cũng đã dậy sóng. Như La nhanh chóng xuất hiện khuyên ngăn, đứng giữa lựa chọn là về phe của sư phụ hay phe của dân tộc, thì cậu ta vẫn chọn đứng về phe đồng loại của mình. Thế là Tô Ma đã cầm dao lao lên tấn công Như Lai.
tiếc rằng hành động của cậu ta lại quá yếu ớt so với một vị đại thần nổi danh thiên giới. Mặc kệ cho cậu ta tấn công dồn dập, Như Lai vẫn dễ dàng tránh né, sau đó tùy tiện phản công đã đánh bại được Tô Ma. Nhưng mà hắn lại không tức giận vì hành động của đệ tử. Hắn bình tĩnh dùng lời lẽ khuyên ngăn giúp Tô Ma bình tĩnh lại. Rất nhanh sau đó, Cuồng Vương cũng bay đến và yêu cầu Tô Ma cùng mình quay về. Một bên là phụ thân, một bên là sư phụ, Tô Ma không biết lựa chọn ra sao. Như Lai nhanh chóng bước ra ngăn cản. Người là do hắn mang đi, khi nào trở về cũng là do hắn quyết định. Lời này cũng đồng nghĩa rằng hai bên sẽ phải xảy ra một trận tranh chấp. La Hầu suốt đời chém ra vài luồng kinh lực và yêu cầu phần cao thấp ngay tại đây. Như Lai thì có nhiều toan tính hơn, hắn cảm thấy đây chưa phải thời cơ để quyết đấu. Nhưng mà đối thủ đã lao đến tấn công phù đầu, hắn bắt buộc phải xuất ra thực lực kháng cự. Đúng vào lúc này, Tôn Ngộ Không lại bất ngờ xuất hiện. Cậu biến lớn cây gậy như ý rồi sáng về phía La Hầu. Đòn tấn công quá bất ngờ, La Hầu phải lùi lại tránh né. Trước đó La Hầu đã nói rằng sẽ đợi cậu ta đến khiêu chiến, cho nên mục đích lần này Tôn Ngộ Không đến đây là để phần cầu thấp. Sau khi biến trở lại dáng vẻ bình thường, sức mạnh của cậu cũng đã tăng lên rất nhiều. Cậu ta cầm gậy lao đến đánh trực diện với La Hầu. Vũ khí hai bên va chạm nhau liên tục, không ai chịu thua ai. Tôn Ngộ Không biến ra một thân ảnh khổng lồ sáng về phía Cuồng Vương một cú đấm. Dù bị ăn tròn một cú đấm khủng khiếp này lên người thì hắn ta vẫn không hề hấn gì. Tôn Ngộ Không lại cầm gậy lao đến tấn công. Mục đích của La Hầu đến đây là tấn công thiên thần. Còn chiến đấu với Tôn Ngộ Không là nằm ngoài mục đích nên hắn không muốn chiến đấu chút nào. Tôn Ngộ Không lại cứ lao đến tấn công dồn dập. Hành động dây dưa không dứt của cậu ta làm cho La Hầu tức giận. Hắn liên tục phóng ra vô số kinh lực. Chẳng may bị chém trúng là cơ thể sẽ bị cắt thành hai phần. Ngộ Không vẫn tránh né được. Cậu dùng chiêu biến hình ra thêm nhiều cái phân thân. Các phân thân cùng nhau xông lên đánh hội đồng. La Hầu vung đao thành một cơn lốc chém rụng hết phân thân. Tôn Ngộ Không bổ một gậy vào người hắn. Nhưng mà cú đánh này lại giống như đập vào cục sắt cứng rắn vậy. Gậy như ý bị cong đi, còn La Hầu thì vẫn đứng yên như chưa có gì xảy ra. Hắn bạo phát đấu hồn, cánh tay chém ra nhiều luồng sức mạnh. Với sự nhanh nhạy của mình, cậu ta vẫn có thể tránh né được. Hắn bắt đầu nghiêm túc bằng cách sử dụng ra tuyệt chiêu, sức mạnh bạo phát tạo ra một vùng không gian giam cầm. Tôn Ngộ Không vừa mới xông vào trong không gian liền bị áp chế. Cơ thể bị cỗ sức mạnh khủng khiếp chèn ép lên người khiến hành động bị chậm lại 100 lần. La Hầu cầm đao chậm rãi tiến lại gần, sau đó bắt đầu chém ra một loạt công kích, bón cho Tôn Ngộ Không một trận hành ngập mồm. Đối mặt với chiêu này, ngay cả ba vị vương khác cũng không đỡ nổi, nhưng Như Lai lại vẫn thản nhiên không hề muốn ra tay hỗ trợ. Như Lai biết Ngộ Không cũng chỉ vừa mới bắt đầu nghiêm túc mà thôi. Vài trăm luồng kinh lực chém về phía yêu hầu, sau đó lại bị hai thanh đao của La Hầu bổ vào người. Tôn Ngộ Không la hét đau đớn, kêu gào kiểu sắp chết rồi. Sau khi nhìn rõ thì ta mới thấy được con khỉ này đang diễn sâu, nhập vai quá xuất sắc rồi. Cậu ta không có chút thương tích nào trước những đòn tấn công của La Hầu. Bản nãy kêu gào chỉ để chọc ghẹo đối thủ mà thôi. Cậu biến hóa thành bộ dạng kim cương bất hoại, phá tan không gian giam cầm của La Hầu. Sau chút thời gian nghỉ giữa hiệp thì La Hầu lại dùng tốc độ nhanh như chớp lao lên tấn công. Màn chạm trán của hai người tạo ra dư chấn khủng khiếp. Đòn công kích của hắn bây giờ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, Ngộ Không bị chém bay ra xa. La Hầu thấy vậy lại bồi thêm một tuyệt kỹ, sát khí ngưng tụ thành một cái đầu lâu khổng lồ. Ngộ Không cũng sử dụng ra tuyệt chiêu để ngăn cản. Kim cô bổng trong tay biến hóa thành nhiều cây gậy khổng lồ rồi sáng xuống cái đầu lâu. Màn quyết đấu tạo ra dư chấn khủng khiếp. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa phải thực lực chân chính của bọn họ. Hai người bọn họ vẫn còn nhiều chiêu thức chưa sử dụng. La Hầu đứng trên cái đầu lâu liên tục vung đao chém nát gậy như ý. Nhưng mà số lượng gậy như ý lại rất nhiều. Chỉ một chút lơ là, hắn đã bị gậy bổ vào người, cơ thể bị đánh bay vào vách núi. Chỉ thoáng chốc sau khi bị ăn đòn, hắn ta đã có thể đứng dậy. Sức chịu đựng của Cuồng Vương quá mạnh mẽ rồi. Hắn ta cầm chắc thanh đao, Tôn Ngộ Không cầm chắc cây gậy. Cả hai cùng nhau cầm vũ khí lao lên và chạm giằng co. Dư chấn vụ va chạm lan tỏa ra xung quanh khiến đất đá nứt vỡ. Sau cú va chạm đó, Tôn Ngộ Không lại cầm gậy lao lên đánh phủ đầu. La Hầu dùng hai thanh đao ngăn cản, bạo phát sức mạnh đẩy lui đối thủ rồi lại phản công đánh cậu ta bay về phía sau. Cậu ta dùng gậy đỡ đòn và nhanh trí dùng chân sút vào người La Hầu khiến thế công của hắn bị gián đoạn. Hắn cảm thấy những đòn công kích tầm thường như thế này quá nhạt nhẽo, chẳng có ý nghĩa gì cả. Dứt lời lại thiêu đốt đấu hồn, sức mạnh cuồn cuộn tụ tập vào hai cây đao rồi chém ra một luồng kình lực.
Luồng sức mạnh khủng khiếp ập đến, va chạm với cơ thể Tôn Ngộ Không tạo ra nhiều tia lửa. Dù đã cố gắng đứng vững nhưng mà cậu ta vẫn bị kình lực thổi bay vào vách núi. Không chịu bỏ cuộc, Tôn Ngộ Không cũng ngưng tụ sức mạnh vào gậy Như Ý rồi bổ ra một luồng sức mạnh phá tan chiêu thức của La Hầu. Sau chiêu này, Tôn Ngộ Không có vẻ đã rơi xuống thế yếu, còn La Hầu thì vẫn đứng sừng sững. Hắn tuyên bố, đợi sau khi đánh bại được tên yêu hầu phiền phức này sẽ tấn công thiên giới. Hắn lao đến chém liên tục, một bên tấn công bằng sức mạnh tuyệt đối, bên còn lại thì quá linh hoạt và lươn lẹo. Tôn Ngộ Không tránh né rồi phản công đánh một gậy vào mặt La Hầu. Tiếc rằng đòn công kích này lại không tạo ra được quá nhiều sát thương cho đối thủ. Ngay sau đó, hai người lại tiếp tục lao vào nhau quần chiến. Thomas đứng trên cao quan sát cũng bất ngờ. Cậu ta không ngờ được rằng yêu hầu Tôn Ngộ Không lại có thể giao đấu với cuồng vương đến mức độ này. Cậu vẫn cảm thấy phụ thân mình là người mạnh hơn. Như Lai thì chưa vội vàng đưa ra kết luận. Tôn Ngộ Không cũng không phải là kẻ bình thường. Bây giờ nói đến thắng bại vẫn còn hơi sớm. Việc quan trọng là để cho Thomas vừa xem vừa học hỏi kinh nghiệm chiến đấu. Sau một hồi chiến đấu kịch tính, La Hầu cũng sử dụng ra tuyệt chiêu đấu thần ngũ cảm. Nắm giác quan trong cơ thể được nâng lên mức tối đa, ngay cả Như Lai cũng cảm thấy e ngại chiêu thức này. Giờ đây La Hầu có thể nhìn thấu được mọi hành động và chiêu thức của Tôn Ngộ Không, phán đoán được phương hướng mà cậu sẽ công kích, nhờ đó mà hắn có thể tránh né dễ dàng rồi phản công ngược lại. Tôn Ngộ Không bị lép vế hoàn toàn và bị bón hành một trận. Sắc mặt cậu ta bắt đầu lo lắng. Chưa để cho cậu có thời gian thở lấy sức thì La Hầu lại chém ra vài luồng kinh lực. Gió lốc cuồn cuộn bạo phát ra xung quanh, Tôn Ngộ Không bị chèn ép trong ngộp thở. Cậu nhanh trí biến hóa ra nhiều cây gậy khổng lồ, xếp những cây gậy thành một cái hàng rào ngăn chặn kinh lực. Tuy nhiên, cách này cũng chỉ là tạm thời. La Hầu chỉ cần vung ra một luồng kinh lực vào hàng rào đã khiến kim cô bổng bay tán loạn. Còn tiếp tục như thế này thì cậu ta sẽ bị băm thành nhiều phần. Cậu chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo, trước đó cơ thể đã được Vĩnh Hằng Chi Hỏa tẩy rửa qua. Bây giờ có lẽ có thể vận dụng sức mạnh của Vĩnh Hằng Chi Hỏa. Cách này quả nhiên có hiệu quả. Sau khi có thêm lực lượng, Tôn Ngộ Không lập tức biến thành bộ dạng kinh công khổng lồ rồi nhảy tới, dùng nắm đấm tấn công. La Hầu cũng chủ động lao lên, nắm đấm va chạm vào thanh đao tóe lửa. Sức mạnh của Tôn Ngộ Không bây giờ đã lên một tầm cao mới, có thể ngăn cản đòn tấn công trực diện của La Hầu. Cậu tung ra vài trăm cú đấm liên hoàn khiến cuồng vương phải học máu. Tuy nhiên hắn ta càng đánh thì lại càng mạnh. Một khi chiến ý chiến đấu vượt quá tầm kiểm soát thì sẽ phiền phức to. Sau một trận đòn, chiến ý trong người hắn lại bạo phát. Sức mạnh cuồn cuộn tuôn ra ngoài ngưng tụ thành thực thể khổng lồ. Hai tay hai thanh đao chém bay Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nhanh chóng đáp trả bằng cách vung gậy trả đòn. Công kích hai bên va chạm tạo ra một vụ nổ khủng khiếp. Cả hai người đều bị dư chấn đẩy lùi, nhưng La Hầu thì có vẻ rơi xuống hạ phong. Cơ thể bay ra xa mấy chục mét, hắn nhanh chóng đứng dậy, cơ thể tiếp tục thiêu đốt đấu hồn. Sát ý cuồn cuộn tạo thành cơn lốc xoáy, đến đây thì tình hình đã sắp vượt qua khống chế rồi. Còn tiếp tục đánh nữa thì cả hai sẽ lưỡng bại câu thương. Dù bên nào giành được chiến thắng thì cũng đều bị thương thảm trọng, khiến hậu quả không thể cứu vãn. Tôn Ngộ Không còn phải gánh vác sứ mệnh đưa Vĩnh Hằng Chi Hỏa trở về chỗ cũ. Mà cuồng vương thì lại là mấu chốt để cởi bỏ mối thù giữa thiên giới và Atula. Bọn họ đều là người quyết định tương lai của thế gian này. Nhìn thấy hai người lại lao vào nhau chiến đấu, Thomas chủ động nhảy xuống dưới ngăn cản. Cậu chém ra một luồng kinh lực về phía hai người, nhưng sức mạnh của cậu ta lại quá yếu ớt, không tạo ra được sóng gió gì. Thậm chí còn bị một luồng kinh lực bay lạc đánh bay đi. Đây đúng nghĩa là trâu bò đánh nhau rồi mỗi chết. Thấy con trai tự ý xen vào cuộc chiến, La Hầu cũng tức giận. Bất cứ ai cũng không thể can thiệp vào trận chiến của Atula. Hành động của cậu đã vi phạm quy tắc nghiêm trọng. Như Lai đứng ra bao che cho Thomas, đồng thời giải thích rõ ràng cậu ta không muốn để tình hình mất khống chế. Thomas cũng trực tiếp bày tỏ suy nghĩ. Trăm ngàn năm qua, các tộc nhân Atula vì vinh dự mà không ngừng chiến đấu, chết chóc. Hành động đó khiến cho Atula bị hao tổn rất nhiều. Cậu muốn chiến đấu cho điều gì đó có ý nghĩa. Đây cũng là mục tiêu mà cuồng vương lúc còn nhỏ đã hướng tới. Hắn đã từng căm ghét cái quy củ loại bỏ kẻ yếu, giữ lại kẻ mạnh của Atula. Vì quy củ mà người huynh đệ của hắn đã phải bỏ mạng. Bây giờ Thomas lại nói ra suy nghĩ giống với hắn hồi còn trẻ. Cho nên, La Hầu đã thu lại chiến ý. Chẳng biết hắn suy nghĩ điều gì, hắn chỉ lặng yên cưỡi thú phi hành rời đi. Tôn Ngộ Không nhanh chóng đi tới nói chuyện với Như Lai. Cậu ta cảm thấy mình lần này đã lập công to. Đồng thời còn muốn ở lại để giúp sức đánh lui Atula. Hóa ra các thầy trò cũng nhìn thấy trận hành quân của đại quân Atula, từ đó biết được thiên giới đang gặp khó khăn.
cho nên Đường Tam Tạng đã yêu cầu Ngộ Không chạy đến thiên cung trợ giúp. Như Lai lại từ chối, vấn đề liên quan đến Vĩnh Hằng Chi Hỏa còn lớn hơn cuộc chiến này. Nó bao gồm tất cả vấn đề của thế gian. Chỉ khi giải quyết được vấn đề căn bản thì những vấn đề khác mới có thể giải quyết dễ dàng. Như Lai yêu cầu Ngộ Không nhanh chóng trở về hỗ trợ Đường Tam Tạng, đó mới là chuyện quan trọng hàng đầu của cậu. Chuyện ở thiên giới, Như Lai đã có an bài và cách đối phó rồi. Mở đầu tập phim là cảnh chiến đấu giữa đại quân của Uyên Vương và Thiên Bình do Tam Nhãn Thần Tướng cầm đầu. Dưới sự hỗ trợ của các Chấn Thiên Đồng Nhân, đại quân Uyên Vương tổn thất thảm trọng, nhưng mà bọn họ lại có quân số quá đông, cùng với đó là rất nhiều các chiến sĩ tinh nhuệ. Chấn Thiên Đồng Nhân bị nhiều người vây công, dù cơ thể có rắn chắc đến đâu thì sau nhiều lần công kích cũng không chịu nổi. Lần lượt từng người khổng lồ bị đánh bại, đám người bên kia thấy vậy liền lấy lại sĩ khí rồi hô hào cùng nhau xông lên tiêu diệt hết Thiên Bình. Cuộc chiến khiến quân số hai bên tổn thất nặng nề. Tam Nhãn Thần Tướng từ đầu đến cuối đều dùng sức một mình chiến đấu với nhiều người. Tất cả đấu sĩ Atula xông lên đều không đỡ nổi một chiêu. Người kế tiếp lao đến quyết chiến với hắn chính là Uyên Vương. Thực lực của Uyên Vương cực kỳ mạnh mẽ, cô ta triệu hồi ra nhiều cái xúc tu quỷ dị để tấn công. Tam Nhãn Thần Tướng nhảy lên xúc tu lao về phía kẻ địch, vung trường thương đáp trả lại. Hai người giằng co kịch liệt. Tam Nhãn bạo phát sức mạnh đánh lui mấy cái xúc tu, rồi dùng trường thương tặng cho kẻ địch một nhát vào bụng. Trái ngược với ý nghĩ của hắn, Uyên Vương sau khi ăn trọn một chiêu này vẫn không hề hấn gì. Cơ thể cô ta giống như không bị chút tổn thương nào. Điều này cũng quá quỷ dị rồi. Cô ta bắt đầu phản công, nhiều cái xúc tu lao đến quấn chặt Tam Nhãn, ép cho hắn ngộp thở. Uyên Vương không hổ là cổ thần, thực lực quá mạnh mẽ rồi, nhưng mà Tam Nhãn cũng không phải là người dễ dàng bị tiêu diệt như vậy. Hắn bạo phát thần lực thoát khỏi khống chế, sau đó phản công bằng tuyệt chiêu thần kỹ, ngưng tụ ra vô số trường thương phóng về phía kẻ địch. Uyên Vương dùng xúc tu ngăn cản khiến công kích của hắn không thể chạm được vào người cô, thậm chí dư chấn vụ vai chạm còn đẩy lui hắn về sau. Đến đây thì hai bên tạm dừng lại một chút. Từ đầu đến cuối, Tam Nhãn vẫn một mực chiến đấu trong trạng thái nghiêm túc, còn Uyên Vương thì vừa đánh vừa dùng lời lẽ chọc ghẹo đối thủ. Điều này làm cho hắn ta cảm thấy khó chịu. Sau vài lời trò chuyện thì hai người lại lao vào nhau chiến đấu. Chưa biết đến kết quả như thế nào thì bộ phim đã chuyển cảnh. Đại quân dưới trướng La Hầu đã chiếm hoàn toàn lợi thế, rất nhiều thiên binh ngã xuống. Chấn Thiên Đồng Nhân cũng bị tiêu diệt. Một tên quan văn tò mò nên chạy tới tiền tuyến quan sát. Cảnh tượng trước mắt làm cho gã giật mình hoảng hốt. Các thiên binh dù đã nằm xuống thì vẫn bị tặng thêm một nhát đâm nữa để chắc chắn. Như Lai nhanh chóng có mặt nhắc nhở, đồng thời nghĩ ra một kế sách. Đó là đóng giả làm đấu sĩ Atula để xâm nhập vào đồn địch. Tên quan văn được yêu cầu phối hợp, gã ta bị Như Lai bắt trói lại rồi giao cho đám đấu sĩ. Vì để moi thông tin về thiên giới, nên tính mạng của tên quan văn vẫn được đảm bảo. Tại quân doanh Atula, các đấu sĩ đang tập trung lại để thống kê chiến tích. Ai giết được nhiều thiên thần đều sẽ được ban thưởng thức ăn và binh khí. Ngược lại với điều đó, những Atula không có năng lực chiến đấu thì lại bị sỉ nhục, trở thành nô lệ cho những kẻ khác. Ngay sau đó, tiếng còi báo hiệu cũng vang lên, tất cả đấu sĩ nhanh chóng nhảy lên thú phi hành để tiến công lần nữa. Đối mặt với đại quân hùng hậu, Bảo Linh Thượng Tôn ra lệnh cho thiên binh nghênh địch. Tất cả thiên binh đồng loạt bắn tên về phía đại quân Atula, tiếc rằng màn mưa tên này lại chẳng thể làm khó được bọn chúng. Các đấu sĩ ồ ạt nhảy lên trên tường thành rồi bắt đầu tàn sát. Kể từ lúc đại chiến đến bây giờ, các thiên binh đã quá mệt mỏi. Bọn họ căn bản không thể cản được thế công liều mạng của Atula. Rất nhanh sau đó, La Hầu cũng trở lại, Bảo Linh Thượng Tôn bắt buộc phải đi ra ngoài ngăn cản. La Hầu chào hỏi bằng cách tấn công phủ đầu, Bảo Linh Thượng Tôn ngưng tụ sức mạnh vào trường thương rồi phóng về phía đại quân Atula. Sức mạnh từ chiều này quá khủng khiếp. Để giảm thiểu thương vong, La Hầu nhanh chóng cầm đao chém một kích cực kỳ mạnh phá hủy chiêu thức của Bảo Linh. Chưa để cho cô kịp phản ứng thì hắn đã lập tức lao lên tấn công. Bảo Linh Thượng Tôn nhanh chóng ngưng tụ ra vũ khí ngăn cản, phản công ngược lại. Hai bên giằng co kịch liệt, La Hầu bị chèn ép phải liên tục lùi về sau. Sau khi bị dồn vào chân tường, hắn quyết định sẽ dùng toàn lực, mở hết đấu hồn, sức mạnh tuôn ra như vũ bão. Ngưng tụ thành một cái đầu lâu khổng lồ, sau đó chém ra hai luồng kinh lực khủng khiếp. Bảo Linh Thượng Tôn tạo ra một cái lá chắn nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản được một lúc. Tấm khiên trên tay bị phá, lá chắn mất hiệu lực, cô cũng bị đẩy lui về sau, những người khổng lồ cũng bị đánh bại. Đấu sĩ Atula thừa thế xông lên tàn sát, điều này làm cho cô cực kỳ lo lắng. La Hầu lại cầm đao xông lên, Bảo Linh Thượng Tôn quyết định tung ra thần kỹ. Cô bạo phát sức mạnh,
ánh sáng chiếu rọi lên bầu trời rồi ngưng tụ ra vô số trường thương. Các trường thương khổng lồ phóng xuống bên dưới. Đối mặt với chiêu thức diện rộng mạnh mẽ này, vô số đấu sĩ Atula đã bị tiêu diệt. La Hầu cũng lao lên ngăn cản, nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị trúng đòn. Ngay sau đó, Bảo Linh Thượng Tôn lại dùng năng lực của mình để hồi sinh lại các chấn thiên đồng nhân. Những người khổng lồ nhanh chóng đứng dậy rồi bắt đầu phản kích. Rất nhiều đấu sĩ Atula bị mất mạng, thấy tình thế không ổn, La Hầu lập tức ra lệnh cho đại quân lui về sau, cho điều chỉnh lại trận hình rồi lại tổng tiến công. Nhìn thấy Atula rút quân, Như Lai cũng thở phào nhẹ nhõm. Khó khăn lần này coi như đã qua, nhưng mà các thiên binh đã đạt tới giới hạn chiến đấu rồi. Nếu như còn đánh nữa thì sớm muộn cũng sẽ không chịu nổi. Bảo Linh Thượng Tôn vừa phải tiêu hao thần lực để trợ giúp, vừa lo đối phó với cuồng vương. Lấy sức một mình để chống chọi thì cũng chẳng thể cầm cự được quá lâu nữa, mà Như Lai thì đã có kế hoạch khác. Không thể can thiệp vào trận chiến, tránh cho bại lộ thân phận. Sau đó nhờ tên quan văn mang phòng thư trở lại thiên cung, đưa cho Sát Tâm quan âm. Trong lúc này, Sát Tâm đang thảo luận cùng với bốn trưởng lão trong thiên cung. Tên quan văn hốt hoảng tiến vào trong rồi đưa phòng thư sao cho Sát Tâm. Ý định của Như Lai là kết thúc chiến tranh. Nhưng bước đầu tiên cần phải làm đó là để cho thiên quân rút lui khỏi vòng ngoài, quay trở lại bảo vệ thiên cung. Điều này lập tức nhận được sự phản đối đến từ bốn vị trưởng lão. Hành động rút quân vào thời điểm này sẽ tạo ra nguy hiểm khó lường, đồng thời cũng khiến cho thiên giới mất hết uy nghiêm. Như Lai sớm đã biết ý kiến của mình sẽ nhận phải phản đối nên chỉ sau chuyện thuyết phục thiên giới cho Sát Tâm rồi biến mất. Điều này làm cho Sát Tâm cũng bực bội nhưng cũng hết cách. Các trưởng lão phản đối kịch liệt, khuyên Sát Tâm tuyệt đối không thể tin vào lời của Như Lai. Theo bọn họ thấy thì việc lẻn vào đồn địch là giả, đầu hàng địch làm phản mới là sự thật. Mỗi người ở đây đều có tâm huyết mấy trăm năm của mình, tuyệt đối không thể để cho Atula đổ bộ đến thiên cung. Sát Tâm thì vẫn tin tưởng Như Lai, đồng thời còn nhắc nhở bốn trưởng lão, nếu bọn họ đã suy nghĩ cho thiên giới như vậy, vậy thì tự mình đến trấn thủ tiền tuyến đi. Lời này làm cho cả đám nín họng, thân là thống lĩnh tối cao nhất của chiến sự này, mọi người chỉ cần chấp hành là được. Hắn ra lệnh bắt đầu kế hoạch rút quân. Về phần Như Lai thì đi tới gặp La Hầu. La Hầu dường như sớm đã biết đối phương trà trộn vào trong đại doanh Atula. Mục đích vị tôn giả này đến đây chính là thuyết phục cuồng vương lui binh. Đây là cuộc chiến đã trải qua vài ngàn năm, đâu chỉ dựa vào vài câu thuyết phục là được. Hơn nữa Atula chưa từng có chuyện hòa giải. Như Lai nghe vậy liền muốn dùng chiến đấu để truyền đạt tâm ý. La Hầu thì lại chờ mong, bất cứ kẻ nào khiêu chiến, hắn đều sẽ không cự tuyệt. Như Lai bạo phát sức mạnh, trực tiếp sử dụng ra kim thần, xem ra là muốn chiến đấu nghiêm túc rồi. Như Lai lao lên tấn công phủ đầu, đánh ra vài trăm trường lực. La Hầu cũng vùng đao đáp trả lại, nhưng tốc độ tránh né của Như Lai lại quá linh hoạt, dễ dàng tặng cho đối thủ một cước vào mặt. La Hầu liên tiếp vùng đao trả đòn. Kinh lực sắc bén được chém ra dễ dàng xé rách mặt đất hay chém nát tảng đá. Hai người đánh nhau từ trên ngọn núi xuống dưới quân doanh. La Hầu lại sử dụng tuyệt chiêu ngưng tụ soi trăm thanh đao chém xuống. Như Lai nhảy lòng vòng tránh né, dù đã né được 99% công kích. Nhưng chỉ cần một thanh đao bổ chúng cũng có thể đánh cho bị thương. Còn chưa kịp nghỉ ngơi thư giãn thì cuồng vương đã lao tới tấn công dồn dập. Như Lai buộc phải sử dụng thần kỹ, ngừng tụ ra thân ảnh kim cang khổng lồ, sau đó tung nắm đấm tấn công. Tốc độ xuất chiêu quá nhanh, hắn ta không kịp tránh né nên bị ăn một đấm vào mặt, khiến cơ thể bay vào vách núi. Như Lai lại giáng xuống một đấm cực mạnh nữa, La Hầu dùng hai thanh đao ngăn cản, vụ vai chạm tạo ra dư chấn khủng khiếp. La Hầu bị chèn ép, suýt chút nữa phải quỳ xuống đất. Như Lai thừa thế tiến công, giáng nhiều cú đấm xuống người La Hầu. Tưởng rằng cuồng vương sẽ bị đè bẹp bởi sức mạnh khủng khiếp này, nhưng không, càng bị ăn đòn thì hắn ta lại càng mạnh. Hắn bạo phát đấu hồn ép lui đối thủ, sau đó bắt đầu xông lên phản công chém liên tục vào cơ thể người khổng lồ. Dù cơ thể có là kim cang cứng rắn thì cũng không thể đỡ nổi đòn công kích đầy uy lực của cuồng vương. Một cánh tay bị chặt đứt rơi xuống đất. Sau đó hắn lại cầm đao bổ một cú cực mạnh vào đầu kim cang khổng lồ. Nhận thấy không ổn, Như Lai buộc phải đi ra ngoài ngăn cản. Dù cơ thể có kim thân bao bọc thì vẫn bị lưỡi đao cắt trọng thương, đổi lại thì La Hầu cũng bị trúng một đấm rơi xuống dưới. Như Lai thừa thế phản công, điều khiển người khổng lồ giáng cú đấm khủng khiếp về phía La Hầu. Hắn ta thấy vậy cũng bạo phát sức mạnh ngăn cản, đánh tan kim thân khổng lồ. Ngay khi kim thần bị phá, Như Lai lại sử dụng ra thần kỹ, ngừng tụ sức mạnh vào nắm đấm rồi đánh một đấm vào trán La Hầu. Hắn ta bị đẩy lui lại vài bước nhưng vẫn kịp phản công chém một đao vào ngực đối thủ.
Như Lai không mình chịu đựng, sau đó liên tục tung nắm đấm vào người đối thủ. La Hầu cầm hai thanh đao quay tròn tạo thành một cơn lốc xoáy khiến Như Lai không thể tiếp cận lại được. Kinh lực từ lốc xoáy liên tục bạo phát ra xung quanh. Kinh lực sắc bén vô cùng, nó dễ dàng cắt qua kim thần, chặt đứt một cánh tay của Như Lai. Không chịu bỏ cuộc, Như Lai liều mạng lao xuyên qua lốc xoáy để giáng một kích khủng khiếp trả đòn. Đến đây thì hai người đã không còn đọ chiêu thức nữa mà đọ sức chịu đựng. Hai bên ăn miếng trả miếng liên tục để xem ai sẽ là người ngã xuống trước. Sau một màn giằng co, La Hầu đã bị một đấm đánh xuyên tim. Mà kết cục của Như Lai cũng không tốt hơn, cơ thể bị thanh đao đâm xuyên người. Trận chiến kết thúc với kết quả là cả hai cùng mất mạng.